Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của MAXHOME. Ngày hôm nay thì Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà rất đẹp do MAXHOME trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà gia đình anh Nguyễn Văn Thuấn ở tổ 5 thôn Đông Hải, xã Tân Hải, thị xã Phu Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu. Đầu tiên chúng ta sẽ quan sát qua về 3D ngoại thất công trình này nhé. Đây là một công trình hay được gọi vui là mẫu nhà quốc dân của MAXHOME, mẫu nhà 2 tầng mái Nhật với thiết kế hiện đại quý vị. Quả thật thì với công trình này thì vẫn nhận được sự quan tâm và yêu thích rất lớn từ tất cả quý khách hàng, đặc biệt là đến tận bây giờ nha quý vị, thì vẫn còn rất là nhiều gia chủ khi mà liên hệ với MAXHOME thì sẽ đều đặt hàng cái mẫu nhà này. Nhưng mà trước khi chúng ta tìm hiểu kỹ hơn, tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của MAXHOME nhé. MAXHOME là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Hiện tại thì chúng tôi có các số hotline đó chính là 092 774 8888, 092 556 4444 và chúng tôi đã có trụ sở trên khắp 3 miền của đất nước. Ở miền Bắc là 180 Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, miền Trung là 28 Hòa Hoàn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, miền Nam 162 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Ở miền Trung thì quý vị có thể ghé đến trụ sở ở Đà Nẵng hoặc là ở Buôn Ma Thuột. Ở miền Nam thì cũng có thể ghé đến trụ sở ở Bình Dương, Cần Thơ hoặc Cà Mau. Trên website của chúng tôi sẽ có một nhận tư vấn làm nhà. Quý vị có thể điền họ và tên, số điện thoại, chọn một cần tư vấn, rồi nhập mô tả nhu cầu quý vị vào, ấn vào yêu cầu tư vấn. Nhân viên chúng tôi nhận thông tin này sẽ chủ động liên hệ với quý vị. Và trên website thì cũng có rất là nhiều những cái thông tin khác, ví dụ là liên quan đến công ty, rồi trụ sở, phong thủy, rất nhiều những mẫu nhà luôn. Thì quý vị cũng có thể truy cập và chúng ta có thể xem, tham khảo một mẫu nhà mình yêu thích. Còn bây giờ trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay ha. Với công trình này là một cái thiết kế gọi là tiêu chuẩn rồi, một thiết kế kiểu mẫu này nha các vị. Đầu tiên có thể thấy đó chính là phần mái bên trên thì sẽ là thiết kế mái Nhật. Lý do vì sao mái Nhật từ một cái dạng mái không được quá nhiều người ưa chuộng, đó chính là gọi là người ta hay gọi là mái lùn đó các vị. Người ta không thích vào thời điểm trước đây, mà bây giờ lại trở nên là một cái kiểu mái gần như là được yêu thích nhất luôn của công ty MAXHOME. Thì bởi vì sao? Bởi vì có rất là nhiều cái nguyên do. Thứ nhất là về cái vẻ đẹp của nó thì dần dần người ta sẽ thay đổi nha các vị. Ví dụ là lúc trước thì người ta sẽ thấy là những cái mái nó phải thật là cao, thật là cầu kỳ thì mới đẹp. Nhưng bây giờ thì người ta nhận ra đó chính là đôi khi không cần quá cao đâu, đôi khi là hơi thấp một xíu thôi, nhưng mà nhìn cảm giác là nó vừa vặn, nó dễ chịu khi mà chúng ta ngắm nhìn, có cái vẻ đẹp tinh tế thì người ta lại thích hơn. Đó cũng là một lý do. Và thứ hai, nếu mà xét về cái bài toán gọi là chi phí ha, thì mái Nhật chắc chắn nó sẽ tiết kiệm chi phí hơn so với cái dạng máy khác như quý vị, bởi vì nó không quá cao, cho nên là về cái vật liệu mà chúng ta sử dụng, ví dụ là ngói chẳng hạn, chúng ta sử dụng bên trên thì nó cũng sẽ ít hơn so với máy Thái, rồi thời gian thi công nhanh hơn. Cho nên là tích hình tật thì cái chi phí trên cùng diện tích xây dựng thì nhà máy Nhật thường sẽ rẻ hơn so với nhà máy Thái. Đó là lý do mà cũng là một cái nguyên do mà người ta ưa chuộng máy Nhật là như vậy. Về màu sắc thì thông thường nha, chúng tôi cũng sẽ cho gia chủ chủ động lựa chọn. Có thể là gia chủ sẽ yêu thích màu gì thì có thể lựa chọn màu đó, hoặc là căn cứ theo những cái màu đang trendy, giống như là màu xanh nè, rồi màu ghi nè, màu nâu cà phê nè. Đó là những cái màu mái ngói hiện tại rất là được chuộng. Tuy nhiên thì cũng có trường hợp đó chính là gia chủ sẽ muốn thiết kế theo phong thủy. Thì quý vị biết là tuổi mệnh chúng ta thì mỗi người sẽ ứng với một mệnh khác nhau, kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Tôi ví dụ là với công trình này đi thì cực kỳ là phù hợp với những gia chủ đó chính là mệnh thủy nha quý vị. Bởi vì sao? Bởi vì cái tông màu ở đây sẽ là tông màu xanh dương. Thì quý vị biết là màu xanh để tượng trưng cho nước rồi, cho nên chắc chắn là sẽ dành cho gia chủ mệnh thủy rồi, đúng không nào? Cho nên là An thì An thấy là nếu như quý vị chúng ta muốn thiết kế hợp với phong thủy của mình thì chúng ta có thể trao đổi kiến trúc sư, hoặc là chúng ta có thể lựa chọn màu tương sinh. Thế ví dụ nếu mà gia chủ mệnh mộc thì cũng hợp với cái màu sắc công trình này luôn. Bởi vì sao? Bởi vì thủy sinh mộc. Cho nên là không hẳn là quý vị mệnh mộc là ta phải lựa chọn cái màu xanh lá cây đâu, mà ta có thể lựa chọn xanh dương thì nó cũng rất là phù hợp cho tuổi mệnh của mình. Với công trình này thì quý vị có thể thấy là thiết kế sẽ là thiết kế hiện đại, tinh giản, không xuất hiện những cái chi tiết cầu kỳ ha. Vật liệu ốp lát thì chúng tôi sẽ ốp ở đây đó chính là gạch Việt Nhật nè, Quý vị thấy ở đây, ở bên trên, bên dưới đều có ha. Gạch Việt Nhật thì nó có nhiều ưu điểm, ví dụ đó chính là về cái đường vân thớ thì nó rất là mỏng và nhìn tạo cái vẻ đẹp riêng biệt. Thứ hai đó chính là nó không có bị thấm hút nước nhiều, cho nên là không có bám rong rêu, không có gây mất thẩm mỹ cho công trình của mình. Đó cũng là ưu điểm của gạch Việt Nhật. Về các loại gạch ha, gọi là liên quan đến vật tư vật liệu, thì chúng tôi sẽ có cuốn catalog vật liệu của MAXHOME. Quý vị hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn một cái loại vật liệu phù hợp với sở thích và khả năng tài chính của mình. Chúng tôi sẽ hoàn toàn là hỗ trợ quý vị ha. Thậm chí đến khi ra dự toán, nếu quý vị thấy dự toán có thể là giá nó hơi cao so với cái mức đầu tư của mình và chúng ta muốn thay đổi một số những cái chủng loại vật tư vật liệu để cho cái giá nó phù hợp hơn, chúng tôi vẫn sẽ hỗ trợ. Đó cũng là ưu điểm của công ty. Về những cái chiếc cột ở đây, đây chính là cột sảnh, là quý vị, cột hiên ha. Đây là cái cột cũng khá là quan trọng bởi vì nó sẽ ngay cái mặt tiền của công trình mà. Thì quý vị có thể thấy là ở vị trí này chúng ta sẽ có hai cách để mà trang trí. Thứ nhất là quý vị cũng có thể ốp đá luôn. Thường thì tôi thấy là người ta có thể ốp là rèm vân mây hoặc là ốp granite cho những cái vị trí này. Nhưng mà trường hợp nếu quý vị thấy là ốp đá nó hơi gọi là tốn kém chi phí quá, vậy thì sao? Chúng ta có thể đổi sang là sơn. Sơn dạ đá là một cái giải pháp bây giờ tôi thấy rất là được chuộng nha. Bởi vì nó vừa rẻ hơn mà là về ưu điểm cũng khá nhiều. Bởi vì khi mà chúng ta ốp đá đó quý vị thì nó phải phụ thuộc vào cái lớp sơn, lớp keo. Nếu mà chúng ta sử dụng keo không kỹ, không đúng thì nó có khả năng nó bị bong tróc cái lớp đá và nó phồng rộp lên. Cái điều đó là không nên. Còn khi mà chúng ta sơn thì nó không bao giờ nó gặp phải vấn đề này. Chỉ là lâu ngày có thể nó xuống màu sơn, chúng ta chỉ cần sơn lại thôi. Thì cái chi phí cho cái việc sơn lại nó cũng rẻ hơn rất là nhiều so với chi phí mà chúng ta ốp đá lại nữa. Cho nên cái việc có thể cân nhắc. Điểm nhấn công trình có thể kể đến là cái giàn hoa ở trên ban công này. Thì chúng tôi sẽ thiết kế, quý vị có thể làm bằng bê tông, sau đó sơn màu trắng. Bên trên sẽ đặt thêm một cái lớp máy kính, có thể là kính cường lực hoặc là kính nhựa. Nhắc đến kính cường lực thì quý vị cũng có thể thấy là phần ban công ở những vị trí này ha, đều sẽ là ban công kính cường lực này quý vị. Nó sẽ có một cái độ trong suốt, cho nên là ví dụ là ta mà ngồi đây thư giãn thì cảm giác không gian được cơi nới rộng rãi hơn rất là nhiều. Và kính cường lực cũng đang là cái xu hướng thiết kế cho những công trình hiện đại không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới. Một điểm cộng công trình này nữa đó là gì? Đó chính là mảng xanh sẽ được thiết kế rất nhiều, từ mặt tiền đến cả mặt bên này quý vị. Bên dưới chân tường ở đây thì chúng tôi sẽ ốp đá trang trí nè, với tông màu sẽ là tông màu ghi. Thông thường thì những vị trí này luôn luôn cần ốp nha, bởi vì nếu mà chúng ta không ốp thì ví dụ trời mưa lớn chẳng hạn, nước có thể đọng lại và tác động xấu đến cái phần chân tường của chúng ta. Cho nên là khi chúng ta ốp như thế này thì cũng là một cách để giúp chống thấm chân tường. Còn bây giờ thì tôi sẽ xem đến hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công công trình này nhé. Đầu tiên, một lục bản vẽ kiến trúc, hồ sơ tổng cộng 38 trang, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cát và rất nhiều chi tiết khác. Đây sẽ là mặt bằng định vị công trình nhé. Quý vị thấy là chiều dài ngôi nhà này là hơn 27m, chiều ngang sẽ là hơn 20m nè. So sánh hoa tiêu của chữ B sẽ công trình là hướng xuống bên dưới nha quý vị, sẽ là hướng nam và hơi lệch bên trái cũng có thể xem đó chính là tây nam. Còn đây sẽ là mặt bằng nội thất của công trình nhé. Chiều dài ngôi nhà là 13,4m, chiều rộng sẽ là 8,4m. Về công năng chúng tôi bố trí như sau. Tầng 1 sẽ có phòng khách, phòng bếp, một phòng ngủ, khu vực tắm và khu vực vệ sinh. Về lối tiếp cận sẽ có 3 lối nhé. Cửa chính đi vào phòng khách, rồi cửa phòng bếp mở ra mặt bên và cửa hậu phía sau. Quý vị có thể thấy là về những lối cửa này thiết kế rất hợp lý phong thủy. Vì sao nói như vậy? Đầu tiên có thể thấy là cửa chính và cửa hậu sẽ không có nằm trên cùng một đường thẳng, cho nên không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát. Đây là điều rất quan trọng quý vị, bởi vì nhiều nhà quan niệm đó chính là nếu mà cửa chính và cửa hậu nằm một đường thẳng luôn thì tiền tài của cải đi vào cửa chính nó trôi tuột ra cửa hậu. Thì điều này là điều không nên một xíu nào hết theo phong thủy, cho nên quý vị rất là phải lưu ý. Và thứ hai, có một cái điểm mà nó hợp lý phong thủy nữa, đó chính là kích thước cửa. Quý vị thấy là cửa chính là cái cửa quan trọng nhất, thì chúng tôi sẽ đặt để là cái cửa lớn nhất và thường cũng là thiết kế đẹp nhất luôn, cửa 4 cánh. Còn cửa phụ và cửa hậu ở đây thì mỗi cửa chỉ là cửa 1 cánh thôi, thì điều này là cực kỳ là hợp lý nha. Chưa kể là thiết kế như vậy thì nó cũng sẽ phần nào đó tiết kiệm chi phí hơn cho ngôi nhà của mình, đúng không nào? Tôi xem tiếp đến đó chính là về công năng của tầng 2 nhé. Chúng tôi bố trí là có phòng sinh hoạt chung nè, sẽ có thêm 2 phòng ngủ ha, một khu vực tắm và một khu vực của nhà vệ sinh. Bây giờ thì tôi sẽ xem tiếp đến, đó chính là mặt đứng của công trình đi. Có sông Hôn định của mái là 10m, sàn từ 1 sàn từ 2 là 3,6m, sàn từ 2 đến sàn mái cũng là 3,6m thôi nha quý vị. Ngược lại, có sông Hôn xuống Lệ Sơn là 750mm, chia cho 5 bậc, mỗi bậc sẽ là 150mm. Ở phía bên dưới này thì quý vị sẽ thấy là sẽ có 7 cái ô hình thôi, tương ứng với vật liệu và màu sắc khác nhau. Ví dụ là số 1 mái lập ngói, số 2 tường sơn MH3566D, rồi tường ốp gà INAX vân vân. Tiếp theo tôi xem đến đó chính là về mặt cắt của công trình đi. Quý vị thấy mặt cắt trục 11 nè, đó chính là sàn có sáp mái, chúng tôi sẽ đổ sàn bê tông. Đây là một cái giải pháp như An chia sẻ rất nhiều lần là cực kỳ cần thiết nha. Bởi vì nhiều gia chủ thì nghĩ là sẽ tiết kiệm, chỉ cần làm trần giả thôi, làm cái trần thạch cao được rồi, cần chi phải đổ bê tông. Thật sự thì đó cũng là lựa chọn của từng gia đình thôi. Tuy nhiên quý vị cũng lưu ý đó chính là nếu mà chúng ta chỉ làm trần giả thì thật sự nha, về cái việc đó chính là nó gọi là chống nóng hay chống dừa nước mưa, nó sẽ không thể tốt bằng so với là làm trần thật được. Đây là điều quý vị rất cần phải lưu ý. Còn một số những cái vị trí, ví dụ đây là những vị trí ngoài trời đi, giống như là ban công hoặc là những cái sân phơi, sân ướt, thì chúng tôi sẽ thiết kế là hạ cos để đảm bảo là nước sẽ không tràn ngược vào bên trong của nhà chính. Còn đây sẽ là chi tiết nhà vệ sinh của công trình. Quý vị có thể thấy rất rõ, đầu tiên mặt bằng vệ sinh đi thì chúng ta ký hiệu nè, đây là vị trí lavabo nhé, rồi khu vực của toilet nè, rồi khu vực của vòi sen tắm đứng chẳng hạn. Vị trí này là mặt bằng nè, quý vị thấy là mặt bằng lát sàn, ký hiệu là số 1 là sàn lát gạch ceramic chống trơn màu trắng sữa, kích thước 300 x 300. Thông thường thì những vị trí nhà tắm, nhà vệ sinh luôn luôn ưu tiên là gạch chống trơn nha quý vị. Còn ở đây sẽ là vị trí số 5 là của sàn lát gạch ceramic chống trơn màu vàng kem, kích thước 300 x 300. Tức là hai vị trí lại là hai cái gạch màu khác nhau, có thể là do sở thích của gia chủ. Còn đây sẽ là về mặt bằng trần nè. Quý vị thấy trần của nhà vệ sinh chúng ta ký hiệu số 4, trần thạch cao chống ẩm, bãi lăn sương hay nước màu trắng. Chắc chắn là về nhà vệ sinh thì chúng ta phải luôn thiết kế chống ẩm rồi. Bởi vì khi mà chúng ta tắm như thế nào chẳng hạn thì nước nó có thể bắn ngược lên trên trần. Nếu mà cái trần chúng ta không phải là cái trần chống ẩm thì lâu ngày nó có thể bị phồng rộp ha, hoặc là bị bám rong rêu. Đây là chuyện rất là đáng phải quan tâm. Còn ở đây mặt cắt này, quý vị thấy chúng ta sẽ có chữ NW là nền của nhà vệ sinh nha quý vị. Bên dưới sẽ có rất là nhiều lớp nè, đất tự nhiên, các đen tôm nền, bê tông, gạch vỡ, lớp vữa xi măng, gạch ceramic chống trơn. Tôi sẽ xem tiếp đến đây chính là về chi tiết thang công trình ha. Mặt bằng thang tầng 1 đến tầng 2 đây, quý vị thấy là con số ở đây là 21 bậc. Vì sao lại con số này? Thật sự thì chúng tôi sẽ dựa trên công thức là 4N + 1 theo phong thủy nha quý vị. Bởi quý vị biết đó chính là sinh lão bệnh tử mà. Nếu mà chúng ta tính theo công thức đó sẽ rơi vào cung sinh. Trong sinh lão bệnh tử thì đây là cái cung rất là tốt. Chứ thông thường nha, những ngôi nhà do MAXHOME thiết kế và thi công thì chúng tôi sẽ thiết kế là tầm hoặc là 21 hoặc là 25 bậc. Đó là lý do nhé. Rồi ở đây chúng ta ký hiệu số 1 này là đá granite đen ánh kim dài 20mm, còn số 2 là lan can kính và tây vịnh của Liêm Nam Phi. Đây sẽ là về chi tiết thang của công trình, quý vị thấy đây, chi tiết con tiện inox dài 12mm, chi tiết tây vịnh kính cường lực dài 12mm vân vân. Ở đây thì quý vị thấy là một cái chi tiết của cầu thang, một bậc thang sẽ có nhiều lớp bên dưới, ví dụ lớp sơn, lớp vữa, sàn bê tông cốt thép, lớp gạch xây, lớp trát lót bậc thang, lát đá granite màu đen vân vân. Xem đến hồ sơ điện nước công trình ngày hôm nay đi thì có lẽ là tôi sẽ xem qua về phần nước nha quý vị. Về phần nước công trình này thì quý vị thấy đây, mặt bằng cấp nước của tầng 1 nè, có chữ B và CD25 thì đe đường cấp nước khu vực hoặc giếng gia đình, lên bồn inox của mái. Rồi vòi gạt hay quý vị, đây chúng ta ký hiệu rất là rõ, vòi chậu bếp nóng lạnh vân vân. Quý vị để ý sẽ thấy là có hai cái đường rất rõ luôn, một là cái đường liền như thế này và hai là đường nước hút. Thì đường liền sẽ là tượng trưng cho đường nước lạnh, còn nước hút sẽ là đường nước nóng. Vậy là tôi vừa giới thiệu quý vị đó chính là một mẫu nhà quốc dân bachelor của MAXHOME. Hy vọng quý vị cũng vẫn sẽ yêu thích. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công thì đừng ngại liên hệ ngay MAXHOME hotline 0927448888, 0925564444. Đừng quên nhấn like, subscribe và nút thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.